đáp. Và như vậy hiệu lệnh tổng kết ván đầu tiên ta đã được vang lên. Và hiện nay xin mời các vận động viên các lái được tổng tam không được níu kéo che nhát che đầy tất cả và thua của dân bản. Còn chúng ta chúng tôi luôn nhận ra tăng nhẹ theo hệ thống tăng này. Vâng, có những tình huống những điều kiện ở đây thôi từ cái điểm xuất phát của chúng ta. Hôm nay là giai đoạn dân 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 của chúng ta đã được đưa và về xuất phát về mặt quan đã về đâu. Và như vậy đây là những điều kiện trang bị tất cả các đại đua. Xin mời các đại biểu chúng ta cố lên. Chúng ta đã thực hiện tốt trong giải đua truyền hình trạm biên giới lần này.
và chỉ mong vì rằng thôi chúng ta hãy xem và có hệ phụ hết mình cho giải đua cuối cùng, giải khóa một giải đua quan trọng trong lễ hội du thuyền truyền thống tất cả ở các vùng miền đất nước trên toàn địa bàn và trên toàn quê hương chào quý vị Việt Nam. Vòng đua thứ hai đã thứ ba giải tiền ba
tôn và thể hiện khá rõ ở giải đấu tiền ba và thi hóa Ấn Độ vị trí khá ngon một. Và có lẽ các vận động viên, các khách mời của đơn vị Thiên Hòa 2 họ có sự thay đổi chiến thuật để đảm bảo cái giải đấu cuối cùng là giải phá. Đây có phải là sự điều chỉnh của lập đà của đơn vị Hiệp 2 và trước đoàn của đơn vị Hiệp 2 giải đua này không? Xin quý vị các bạn chúng ta hãy theo dõi đến lượt đua cuối cùng.
Việt Ba giải đua thuyền truyền thống xã Vân Điền năm 2023. Thank you.
sẽ vượt qua vị trí thứ 10 như vậy. Thế thì chúng ta đã định cho cả bọn chúng ta kiểm tra lại xem hướng sắp theo vị trí từ 1 đến 7. Vị trí đầu tiên sẽ nằm phía bên phải của bảng xếp 1, 2, 3. Tiếp theo thứ 4, 5, 6, 7. Đề nghị bọn chúng ta chúng ta kiểm tra cơ hướng để chuẩn bị đến táo dài. Đề nghị tổ chúng ta các thành viên trong bảng xếp chúng ta kiểm tra cơ hướng. Ba của chất cùng chiến thông báo vợ chồng ông Phạm Công Cầu Thanh Hồ Chí Minh trao giải cho đội nào về nhất giải phá với tỷ giá là 1 triệu đồng. Thưa bà con cổ động viên của đội đồng viên, một món quà rất thiết thực và rất ý nghĩa, một món quà đến từ anh chị Doan Nhung ở Sài Gòn sẽ dành cho đội đồng dương, nếu về nhất ở giải phá sẽ dành được một phần quà trị giá 5 triệu đồng. Đội đồng dương hãy lưu ý, nếu về nhất sẽ nhận được một phần quà trị giá 5 triệu đồng từ anh chị Xóa Trông ở Sài Gòn. Nhiều vui nhờ từ anh Trần Cương ở thôn Hiền Hòa 1 sẽ ủng hộ cho đội Hiền Hòa 1 2 triệu đồng nếu về nhất hoặc về nhì. Đội Hiền Hòa 1 lưu ý cho sẽ nhận được phần thưởng trị giá 2 triệu đồng từ anh Cương Trần Cương ở thôn Hiền Hòa 1 nếu đơn vị Hiền Hòa 1 sẽ về nhất hoặc về nhì. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại để quý vị và các bạn cùng hòa bình. Thank you.
vận động viên ở được về đó thì mời anh đi đây gọi vị trí về đó để đảm bảo an toàn. Alo, ba tổ chức xin thông báo như vậy, qua cuộc trên 5 đồ đua, kết quả giải toàn đoàn hiện nay, ba tổ chức đang đạt xếp, đang làm chiếm đầu là đơn vị Hiệu 2 với 24 điểm, vị trí thứ 2 là Hiệu 1, 23 điểm, vị trí thứ 3 là Hiệu 2, 19 điểm, vị trí thứ 4 là Hiệu 1, 17 điểm, vị trí thứ 5 là Hiệu 1, 13 điểm, vị trí thứ 6 là Đông Dương, 8 điểm, và vị trí thứ 7 là Hiệu 2, 7 điểm. Như vậy cuộc sơ kè căng nhất kỳ 3 đang diễn ra rất gấp trở giữa 3 đội Hiệu 2, Hiệu 1 và Hiệu 2. Vâng, thưa bà con, đây là vị trí nam rồi. Và có lẽ kết thúc lễ trao hoa vòng 68 ở giải đua cuối cùng, giải phá, giải đua thiên truyền thống sáng các điểm. Chúng ta sẽ biết kết quả sau ít phút nữa. Xin bà con chúng ta một lần nữa hãy nhiệt liệt được ăn vòng trà vào tay thân gia và thân để chúc mừng. Và các trường đoàn và các vận động viên chúng ta hãy lưu ý cho đây là vòng đua cuối cùng giải khóa giải đua rất quan trọng để chấm điểm nhất nhì vòng đoàn ba vòng đoàn trong các đơn vị. Nếu đội nào sẽ xảy ra sự cố đặc biệt thì điểm vòng đoàn sẽ không được công nhận. Và hiện nay là hai đơn vị Hiệu A1 và đơn vị Hiệu Văn 1 đang số kề nhau khoảng cách khoảng 10 cm, và tiếp theo hai đơn vị tiếp theo vẫn nó chưa xong cái cuộc cấp kết liệt ở trên đường đua xanh. Nhưng mà hai chờ nó ăn rồi thôi, lấy ngay bỏ về ăn quá. Vâng, xin chào các bạn, và theo hệ thống kiểm điểm trung tâm tạm thời từ hiện mắt kết quả thôi. Em nhận đâu cũng là đơn vị Hiệu Hòa 2 24 điểm, đơn vị Hiệu Hòa 1 23 điểm, đơn vị Hiệu Hòa 2 19 điểm, đơn vị Hiệu Hòa 1 17 điểm, đơn vị Hiệu Hòa 1 13 điểm, Hiệu Hòa 1 13 điểm, đơn vị Đông Dương 8 điểm, và đơn vị Hiệu Hòa 2 7 điểm. Nếu 3 vị trí nhất thì 3 sẽ có thể hỗn độn vị trí các điểm đôi chân của mẹ. Vâng, hiện nay các giải đua đang tiến hành lộ ngày thường để băng băng cho vòng đua thứ hai giải phá giải đua thiên truyền thống sáng các điểm. Hai thì nhất được rồi, dài lên nó về cái lực lượng nhất á. Tại hay quá. Vâng, hiện nay hệ thống flag gun chúng tôi đang sáng rất chặt chẽ như hình ảnh của những đội đoàn đua cuối cùng trên đường đua xanh. Ổn lên. Hai người nhất nữa hiện nay cả đoàn đua đây. Kết thúc phần đua thứ nhất, giải đua thứ hai. Xin bà con chúng ta hãy trong tay vào tay thật dài và thật dài để cổ vũ cho hai đơn vị tạm dừng.
được đâu. Là hiện là vượt qua 7-1 tại trận đầu đoạn nữa. Vâng, vỗ tay lên bà con ơi. Quá chuyện rất cẩn thận. Vâng, hiện nay tất cả các hệ thống camera an ninh chúng tôi sẽ giám sát tất cả các bè thượng bè hạ và những cổ động viên, chúng ta cũng có trách nhiệm, chúng tôi luôn theo dõi và chép lại những hình ảnh bằng camera nông thực nhất để có những tình huống xử lý cho các đơn vị ở giải đua con luôn. Thôi hoa bỏ luôn. Thôi hoa được rồi, nó thoảng luôn này.
nhờ mặc tục luôn. Mặc tục đó. Nhờ mặc tục lại luôn. Mặc tục luôn. Trời ơi, rồi sao rồi, 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 ăn chắc rồi, ăn chắc rồi. Rồi. Chứ phải cảnh chứ. Ăn chắc rồi, ăn chắc rồi. Đi đi luôn rồi đó. Ông Vang ngủ với bài đi. Đó, để xong rồi đó. Ô đi! Về cái đường thăm hồ đúng là mặt. Ôi giờ cái kia mặt trục cái này lên bòi bà kìa. Chị đi bắt tay. Hồ đó, 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 ăn bài bạn trên phòng nè. Vô luôn, vô luôn. Vô luôn, vô luôn. Rồi, vô trên trường đua tranh hiện nay hệ thống flycam chấm lời. Đưa xe cho vâng. Nhất rồi, nhất rồi, nhất rồi. Nhất rồi, nhất rồi, mãi rồi. Nhất rồi. Ông Phá thành công. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cao cả bệnh. Lộn về đông vào máy phương. Xe trường giải nhất. Giải phá, giải đua vâng. Xin chúc mọi người hiệu hòa cùng và hòa cùng khi bất phải hòa cùng trong một lúc cuối cùng là cô Nhi đó. Nhi đạt, Nhi đạt. Và tiếp theo về bắt đi đuổi theo, đuổi theo. Rồi, đuổi luôn. Đuổi theo, đuổi theo rồi nó chắc là hiện nay tôi cầm tay, chúng tôi đưa giảm sát trong một ngày 20 lá trung thần nhất để chấm dạy nhất kỳ 3, 4 và 7 cho các đơn vị đã về xuống mắt và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và đề nghị cả gái đặt kèo lên băng quang. Vâng, thưa quý vị và bà con, hiện nay ban tổ chức chúng tôi cùng nhận được những tín hiệu rất là vui từ bà con ở trong nước cũng như ở nước ngoài luôn theo dõi và ủng hộ cho giải vô địch truyền thống xã Phước Hiệp bằng những món quà rất thiết thực, rất ý nghĩa. Ông Nguyễn Bình ở thôn Hiệp Phương Hai sẽ ủng hộ 1 triệu đồng, sẽ trao 1 triệu đồng cho đội vệ nhân giải phá